Hello mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi qua vườn cây Triệu Quả nha. Đây là cây chanh này các bạn, trái quá trời luôn này, trái cục cục hồng hồng luôn mà không ai ăn hết đó. Này dắt bỏ các bạn, chanh chín quá trời rồi đó. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra vườn bưởi nha. Mình sẽ hái một cây bưởi, trái bưởi thật là to và mình cúng Phật. Đây là khu mình trồng sẻ này, đây là lối đi ra vườn trái cây các bạn. Các bạn biết cây đây là cây gì không? Này chính là cây vả. Nghe nói trái này ăn cũng ngon lắm, mình chưa ăn. Mình sẽ trưa nay mình sẽ kho thử mình ăn. Ồ, cây xoài hơi xấu một tí, chưa lớn, sâu nhiều quá các bạn. Nên mình trồng mình không phun thuốc nên sâu nhiều. Đó, cây lục vừng này, xả này. Đó, chuối này. Vườn chuối có trái các bạn mà hơi rác nhiều quá. Đó, chuối trồng tự nhiên không thuốc nên trái là không được lớn các bạn. Đây cây ổi nhà mình, đây nhà chùa mình đó, có trái chín rồi nè. Đó, hồi nhỏ trái dây là mình ăn được luôn các bạn. Đây là, còn đây là cây bưởi ngàn trái quá trời, trái này mình không bọc lại luôn các bạn. Đó, cây nhỏ thôi mà trái quá trời các bạn. Đó mình quay này, đó toàn cảnh cây bưởi này. Đó, cây nhỏ thôi, đây là mình trồng không thuốc luôn các bạn. Đó, trái quá trời. Còn đây là đâm bắp mà mình đã chặt ăn hết rồi, nhờ trồng cây lâu năm. Đó, đây cây xoài mới lên. Đó, đây cũng là cây bưởi nhỏ thôi các bạn mà trái quá trời nè. Đó, dưới đây hai trái luôn, cây hai trái ai hái ở tù. Và mình sẽ qua cây bưởi bên này, mình sẽ hái một trái vào mình cúng Phật. Đó, bưởi này các bạn, nên nó vàng vàng như thế này là biết bưởi đã già nha các bạn. Còn bưởi mà xanh như thế này là chưa được này nó. Đó, xanh như thế này là chưa được, vàng vàng như thế này được rồi. Bên trong mình bao mấy trái này. Đó, trái đó còn chín rồi các bạn, chưa cắt được, chút nữa mình cắt một trái vào. Mình đi sơ một vòng cho các bạn xem rồi mình cắt một trái vào nhé. Đó, đây mình bọc hai trái này. Bọc bị sâu nên cây này sâu nhiều nên bọc các bạn. Đó. À, dưới đây hai trái nữa nè. Rồi mình sẽ qua đây. À, mình sẽ mũi quá trời. Mình sẽ hái trái này vào nha các bạn. Mình tự mình quay nên mình phải để sát với mình cắt mới được, mình phải giữ trái bưởi lại. Wow.
Đó, xong rồi các bạn. Thế là mình cắt xong một trái bưởi. Bây giờ mình đi vào thôi. Cắt xong đi vô, đi vào nhanh vãi. Bưởi rất là tươi và sạch luôn. Thôi, bây giờ là mình đi vào nha các bạn. Đó là, đây là khu vườn, toàn cảnh khu vườn luôn. À, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. À, sau đây mình sẽ kết thúc video và hẹn gặp bạn các video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.